Sau 3 tháng chờ đợi từ kỳ chủ nhượng hè, cuối cùng Amad Diallo đã chính thức trở thành cầu thủ của Manchester United khi hoàn tất những thủ tục bắt buộc. Trên trang chủ, đội chủ sân Old Trafford thông báo họ đã nộp hồ sơ xin visa cho tài năng 18 tuổi. Và một khi vấn đề này được giải quyết, anh sẽ tới Manchester United để tham gia tập luyện cũng như chơi bóng. Amad Diallo đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 6 năm 2025, khi ông tùy chọn được gia hạn thêm 1 năm tự động. Trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng đình đám, cầu thủ trẻ này đã ra sân 2 lần cho đội bóng Atalanta ở mùa giải năm nay, với một trận ở Serie A và một trận ở Champions League. Mới đây, danh sách các câu lạc bộ Premier League bị ảnh hưởng đã có thêm Aston Villa. Theo thông báo từ phía câu lạc bộ miền Trung nước Anh, họ đã phải ngay lập tức đóng cửa sân tập Bournemouth Heath vì một số lượng lớn những cầu thủ đội một cùng với nhân viên có kết quả dương tính với Covid-19 và đã tiến hành tự cách ly. Buổi tập dự kiến để chuẩn bị cho trận gặp Liverpool thuộc khuôn khổ FA Cup diễn ra vào đêm thứ 6, đương nhiên buộc phải hủy bỏ. Với tình hình này, rất có thể trận đấu giữa Aston Villa và Liverpool sẽ bị hoãn. Chưa kể, match so tài giữa đội chủ sân Villa Park và câu lạc bộ Tottenham Hotspur đêm thứ 4 tuần tới cũng bị đặt trong tình trạng bỏ ngỏ. FA sẽ xem xét tình hình để đưa ra quyết định sớm nhất. Theo Marca, Zidane đã vắng mặt ở buổi tập sáng ngày 7 tháng 1 của Real Madrid. Huấn luyện viên người Pháp đang phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với một người dương tính với Covid-19. Ngay cả khi Zidane âm tính với Covid-19, ban tổ chức La Liga và có thể ngăn ông trực tiếp dẫn dắt Real Madrid ở trận gặp Osasuna để đảm bảo an toàn. Kết quả kiểm tra y tế của chiến lược gia người Pháp sẽ được xem xét và cân nhắc dựa trên thời điểm gần nhất mà ông tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Nếu Zidane không thể phụ trách đội bóng, trợ lý David Bertoni sẽ thay ông đảm nhận vai trò này. Lúc này, cho dù đang đứng thứ 19 ở Premier League như Arsenal, chỉ còn kém Tottenham Hotspur 6 điểm, mọi chuyện càng thuận lợi hơn khi mà bom tấn Thomas Partey đã bình phục chấn thương và sẵn sàng tái xuất. Trong thông báo mới nhất trên trang chủ, Arsenal cho biết Thomas hiện đang trở lại tập luyện bình thường đầy đủ với toàn đội sau khi bình phục chấn thương ở đùi trái. Tiền vệ này sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ để tăng cường thể lực sau khi phải nghỉ thi đấu một khoảng thời gian. Chúng tôi sẽ đánh giá khả năng ra sân của anh ấy trước trận cầu với Newcastle vào thứ bảy này. Trước đó, Mikel Arteta đã rất hồ hởi xác nhận Thomas Partey bình phục. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho rằng Partey không khác như một tân binh với Arsenal khi trở lại vào thời điểm này. Thực tế, tiền vệ người Ghana mới cùng chi thi đấu cho pháo thủ 6 lần kể từ khi gặp bên Emirates vào giữa tháng 9. Theo số liệu Companies House, cơ quan đăng ký kinh doanh Vương quốc Anh công bố, Edward bỏ túi mức lương 3,09 triệu bảng ở mùa giải 2019-2020. Thu nhập của phó chủ tịch điều hành Man United thấp hơn một chút so với mùa giải trước. Cụ thể, trước đó Edward nhận 3,16 triệu bảng. Mức lương 3,09 triệu bảng ở mùa giải 2019-2020 giúp Edward trở lại vị trí số 1 trong những giám đốc được trả lương cao nhất Premier League. Người đứng thứ 2 trong danh sách này sau sắp lớn của Man United là Daniel Levy, chủ tịch câu lạc bộ Tottenham Hotspur, nhận mức lương 2,96 triệu bảng ở mùa giải 2019-2020. Nhận lương cao ngất ngưỡng và được các ông chủ người Mỹ của Man United tin tưởng, nhưng Edward không được lòng của đội viên đội chủ sân Old Trafford. Trong nhiều năm qua, Edward luôn bị chỉ trích trong công tác điều hành đội bóng.